Xin chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn cái đoạn video để giới thiệu về cái khả năng chơi game tập kích của tay game Terios T3. Đó, như các bạn thấy thì chúng ta vừa mới vào game, do mình chơi chưa quen nên mình không quen cái thể loại chơi game FPS nên có thể nói bắn khá là gà. Đó. Thì mình xin nhắc lại là chúng ta sử dụng tay game Terios T3 rất là đơn giản. Đó. Là chỉ cần đè những nút giữ nút X và đè nút Home, khi mà cái đèn chớp liên tục thì chúng ta sẽ dò Bluetooth trên điện thoại, sẽ thấy một cái mục là Game Pass và chúng ta bấm kết nối nó thôi. Thì sau khi kết nối xong thì chúng ta sẽ vào game tự game tập kích. Đó. Đó, như các bạn thấy khá là đơn giản. Thì khi chơi với tự game tập kích này, mình sẽ giảm một số âm thanh. Khi chơi với tự game tập kích này nó sẽ sử dụng được full chức năng, như rồi thấy là chúng ta có thể điều hướng di chuyển. Mình bắn không quen lắm. Đó. Bắn thì chúng ta bắn nút trên đây. Đó. Đó, và chúng ta có thể ngồi và đi đứng, tóm lại là sử dụng full chức năng như là những gì có, như có sẵn. Đó, đạn, gà đạn. Đây mình cái dòng này đang bắn zombie, do cái game mình không chơi nên mình không rành lắm. Đó. Đó. Như các bạn thấy là có nghĩa là mình chỉ cần kết nối Bluetooth và sau đó mình chỉ vào game là mình sử dụng luôn, chứ nó không cần phải cài thêm bất kỳ phần mềm hay phải móc pin nút vân vân. Nó khá là đơn giản. Và game này, tay game này sử dụng tốt cho hệ hành Android như nãy giờ mình sử dụng. Mình cũng đã có một clip sử dụng cho hệ hành Windows. Sau này mình sẽ tổng hợp thêm clip cho hệ hành iOS. Nó cụ thể chi tiết cho các bạn sử dụng luôn. Về cái đánh giá cá nhân mà các nút và phím bấm của cái tay Terios T3 này, mình đã làm một clip review thì nó cho khá lượng chất lượng khá là tốt với phân khúc mà khoảng 300.000. Mình có thể đổi vũ khí, nhắm bắn vân vân, nhảy. Đó. Rồi, xin cảm ơn các bạn, nếu thấy hay hãy like và subscribe kênh của mình.